lắng nghe yêu thương, thu về chứng kiến mơ ước. Đêm qua ngập tràn ấm áp, xuân tới sẻ chia hạnh phúc. Eurowindow mãi bên bạn dù năm tháng đổi thay. Hả? Nhà chị ở sát đường như vậy mà không nghe tiếng ồn dễ vậy? Nhờ có cái cửa sổ này nè. Chị coi. Đó. Từ hồi có nó tôi luôn được ngủ ngon giấc, tiền điện thì giảm đáng kể. Vậy à? Eurowindow sử dụng công nghệ hợp kính được bơm khí trơ làm tăng khả năng cách âm cách nhiệt. Hệ phụ kiện kim khí đồng bộ giúp cửa luôn vững chắc và mở được đa chiều. Về tôi phải nói thằng con tôi thay ngay loại cửa sổ này. Nhà của tôi ồn lắm. Eurowindow mang lại cho bạn cuộc sống. Window, cửa sổ nhìn ra thế giới. Nàng thật đẹp, nàng trí thức, nàng sống một mình, nàng thật lãng mạn, nàng đàm và khéo. Cuộc sống đầy bất ngờ qua những ô cửa. Eurowindow, nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam. Cửa gỗ Eurowindow được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại với bản lề 3D, chốt đa điểm, hệ thống gioăng giúp cửa đóng mở êm, kín khít, có tính ổn định cao, hạn chế sự cong vênh, co ngót và đa dạng về kiểu dáng. Cửa gỗ Eurowindow, sang trọng và thân thiện. Hà Nội đang phát triển từng ngày với các công trình kiến trúc hiện đại mang tầm vóc của một thành phố văn minh. Có thể một ngày nào đó, đi trên đường Trần Duy Hưng, bạn sẽ bất ngờ trước một tòa nhà đẹp như viên ngọc đa sắc màu lung linh tỏa sáng. Đó chính là Eurowindow Multi Complex. Tòa nhà như một điểm gạch nối giữa khu phố cổ kính với trung tâm hành chính mới hiện đại của thủ đô. Tòa nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại bởi các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và thế giới. Toàn bộ mặt ngoài là hệ thống vách nhôm kính lớn của Eurowindow với hệ nhôm có cầu cách nhiệt, các loại kính màu, kính phản quang, kính cản nhiệt, lưu ý được cung cấp bởi các hãng hàng đầu thế giới. Hộp kính khổ lớn được bơm khí trơ, kính an toàn, kính cường lực được sản xuất trên dây chuyền thiết bị và công nghệ tiên tiến của Eurowindow. Có thể nói, đây là hệ vách nhôm kính lớn đẹp hiện đại nhất hiện nay với khả năng chống bụi, chống ồn và cách nhiệt cao. Tòa nhà có 3 tầng hầm để xe, mang đến sự tiện lợi, thoải mái cho người sử dụng. Trung tâm thương mại nằm ở 5 tầng khối đế với gần 10.000 m2 diện tích mặt sàn và khu nhà hàng với thực đơn phong phú. Thang máy chậm,
Có thể muốn của bạn không ít thời gian chờ đợi. Nó sẽ khiến bạn chán nản, thậm chí khó chịu, nhất là vào thời điểm buổi sáng đi làm. Nhưng lúc bạn đang rất vội hoặc có cuộc họp quan trọng, bạn không còn phải lo lắng, vì tại đây, hệ thống thang máy tốc độ cao từ 3 mét trên dây trở lên được bố trí hợp lý, giúp bạn có thể đi lại nhanh chóng và thuận tiện. Với đặc điểm toàn bộ vách kính bao quanh tòa nhà, nên mỗi phòng ngủ đều có một mặt tiếp xúc với không gian bên ngoài. Mỗi sớm mai khi thức dậy, bạn chỉ cần kéo rèm cửa sổ, cả căn phòng sẽ ngập tràn ánh sáng để đón chào một ngày mới. Mỗi căn hộ tại đây còn là nơi bạn thể hiện bản sắc riêng của mình. Chúng tôi dành cho bạn quyền quyết định từng thiết bị nội thất, từ kiểu dáng, màu sắc phù hợp với thẩm mỹ, phong thủy, nhu cầu sử dụng và trên cơ sở điều kiện kỹ thuật cho phép. Các nhà thiết kế cũng đã tính toán tỉ mỉ đến từng vị trí như chỗ đặt điều hòa, máy giặt, đến chỗ phơi quần áo để phù hợp với thói quen sinh hoạt của người Việt Nam. Tầng thượng của tòa nhà là Fitness Center, nơi bạn có thể tập thể thao và chăm sóc sức khỏe. Ngoài những phòng tập, tại đây còn có các dịch vụ sauna, massage giúp bạn nghỉ ngơi và thư giãn sau những giờ làm việc. Tòa nhà không chỉ là nơi các nhà thiết kế thể hiện ý tưởng sáng tạo, mà còn gửi gắm ở đó lòng nhiệt huyết, tình cảm với mong muốn mang tới cho bạn một không gian sống độc đáo và thân thiện. Chính vì vậy, chúng tôi gọi Eurowindow Multi Complex là bản tình ca độc đáo của những sắc màu. Một ngày nào đó đi trên đường, bạn sẽ bất ngờ trước một tòa nhà đẹp như viên ngọc đa sắc màu lung linh tỏa sáng. Đó chính là Eurowindow Multi Complex, một trong những tòa nhà đẹp và hiện đại nhất thủ đô. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà là hệ thống vách nhôm kính lớn có khả năng chống bụi, chống ồn, cách nhiệt cao. Mỗi căn hộ tại đây đều có một mặt tiếp xúc với không gian bên ngoài ngập tràn ánh sáng. Các thang máy tốc độ cao sẽ giúp cho việc di chuyển trong tòa nhà của bạn được nhanh chóng. Cơ hội dành cho người mua nhà để ở với mức giá phải chăng tại chung cư cao cấp Eurowindow Man. Nhà tôi dùng cửa Eurowindow. Nhà tôi cũng dùng cửa Eurowindow. Chúng tôi hài lòng về sản phẩm Eurowindow. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi. Eurowindow vươn lên tầm cao mới. Nhà tôi dùng cửa Eurowindow. Nhà tôi cũng dùng cửa Eurowindow. Chúng tôi hài lòng về sản phẩm Eurowindow. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi. Eurowindow, nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam. Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Giữ gìn và sẻ chia từng khoảnh khắc yêu thương. Luôn sát cánh bên bạn qua bao thăng trầm cuộc sống. Suốt 15 năm qua, Eurowindow luôn nỗ lực tận tâm vì khách hàng, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội và góp phần bảo vệ môi trường. Eurowindow, thương hiệu quốc gia, 15 năm phát triển cùng đất nước. Những khoảnh khắc lắng đọng ngọt ngào, nguồn năng lượng thuần khiết vô biên, cùng tiếng cười hân hoan sảng khoái và không gian an toàn ấm cúng. 20 năm son sắc vững bền, 20 năm yêu thương gắn kết. Eurowindow chi ân khách hàng là niu đãi vàng chờ đón